Hôm nay thứ Bảy ngày 9 tháng 12 năm 2023, thời tiết khu vực Bà Rịa Vũng Tàu khá mát mẻ, trời nắng nhẹ, nhiều mây, nhiệt độ dao động từ 29 đến 33 độ. Đêm nay và ngày mai, dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh như sau. Khu vực phía Bắc của tỉnh, đêm nay không mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, độ ẩm 75 đến 80%. Khu vực gian biển Bà Rịa Vũng Tàu, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, cao nhất 30 đến 32 độ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm 75 đến 80%. Huyện Côn Đảo, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, độ ẩm 75 đến 80%. Hải dân vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu có mưa và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km. Gió theo hướng đông bắc cấp 3, cấp 4. Thủy triều tại Vũng Tàu ngày 10 tháng 12 năm 2023, mức nước cao nhất 385 cm vào lúc 23 giờ 30 phút và mức thấp nhất 170 cm lúc 6 giờ 30 phút. Chất lượng không khí trong tỉnh hôm nay ngày cuối tuần khá trong lành. Kết quả quan trắc về bụi khói khí thải toàn tỉnh đều cho kết quả tốt, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Chỉ số chất lượng không khí AQI dao động từ 31 đến 50.